Xin kính chào cô chú anh chị đã quay trở lại với hoàn cảnh anh Khương U35 lấy vợ 45. Ngày hôm nay thì bạn chính thức bàn giao như là nhà vệ sinh. Hôm trước bạn đã làm với anh Hải đó. Anh Hải chào ông bà cô chú đây anh Hải. Chào ông bà cô chú đang xem kênh bằng bản. Ủa quên nữa còn chú ba nữa. Dạ chào không dạ. Ơi, phải không? Dạ. Sao nay không lọc nữa kìa, chào trời. Dạ, để đưa tay lên nè, chào chào Khương. Trời ơi, anh lý lịa cho cô chú anh chị. Thì ngày hôm nay thì Bảnh cũng có theo là dạng của cô Mạnh Thường Quân bên Mỹ, rồi cô Linda có gửi tiền cho Bảnh mua xe lăn đó. Thì cô nhờ Bảnh là mua sữa nè, nhưng mà Bảnh chưa có kịp tại vì Bảnh có chở xe lăn là không có ôm được sữa. Thì ngày sau Bảnh sẽ lại đây nữa và Bảnh bật mí cho cô chú anh chị sẽ nghe luôn là Bảnh sẽ cùng với anh Hải sẽ sửa luôn cái nhà sau hết toàn bộ thành nhà tiền chế lại cho nó gọn, cho kín đáo ngôi nhà của chú anh chị. Thì số tiền Bảnh giữ được là cộng trừ nhân chia ra đó thì còn khoảng hơn 30 triệu rồi. Mà chút xíu nữa đây Bảnh sẽ hỏi anh Hải làm cái ngôi nhà sau toàn bộ hết bao nhiêu tiền, nói chung là thay hết toàn bộ và làm cái cổng thêm nữa. Và chiếc xe lăn này Bảnh mua giao trước, ngày mai Bảnh sẽ lại đây mua sữa cho chú nè, để mà rồi làm xong cái nhà sau thì Bảnh sẽ công bố tên Mạnh Thường Quân luôn. Rồi hôm chút xíu nữa Bảnh cũng công bố thêm một lần cho cô chú anh chị để nhớ, tại vì cô chú anh chị đã gửi cho Bảnh rồi. Dạ. Dạ, nhờ chú ba lấy cái này vô hay là anh Hải đi. Chú ba có thích cái này không? Không, cho ông bác cũng chắc cũng vui à. Rồi tới là thấy là ông khoái đi coi thử, chở ông lên rồi ông đẩy ông vòng thử rồi ông khỏe không? Dạ, dạ. Cái đường này anh Hải chị Mạnh Thường Quân hỏi Pháp á, là muốn anh làm một cái gào á ở ngoài đó hay đây ta? Nổi chút xíu ra tính bên đây đi. Đây, rồi nữa mình chán cái này cho chị cái thì rửa sàn lãng. Rồi rửa chén. Rồi. Ôi chào gia đình khỏe ha? Dạ. Khỏe không cô? Cô khỏe không? Khỏe. Dạ, chào chị. Dạ anh. Chào em được rồi, anh gì? Trời ơi, quen anh này lấy chồng U35 và U35 cũng bằng tuổi em mà kêu bằng anh luôn hả? Không được đâu, anh Khương ghen chết á. Ghen không có ghen đâu anh em. Không đó đàng hoàng nghe chú ba hả? Ê chú ba biết lắm luôn hả? Yeah. Này cũng mua tặng cho Mạnh Thường Quân, cô Linda gửi tặng cho chú nè. À, chú sao rồi, thấy thích không chú? Rất cảm ơn. Rất cảm ơn rồi. Cái này là con mua của Mạnh Thường Quân của cô Linda bên Mỹ. Là gửi cho con rồi, bữa là Western Union đó, gửi con lấy được rồi, giờ mua loại tốt cho chú. À, chiếc này là 2.050.000 nhưng mà con trả giá con có 2 triệu à. Rất cảm ơn. À, chú con cầu đó của chú anh chị. À, thêm nói thêm lần nữa chú. Rất cảm ơn. Bây giờ mừng không chú? Quá mừng. Ngắn gọn, đơn giản. Thế chú ha? Đúng đúng vậy. Dạ. Chú thấy vợ chú đi làm vậy chú thương vợ không? Sao không thương? Dạ. Đi dầm ngày tới tối 3 giờ, 4 giờ mới về. Dạ. Cũng thấy mình thấy ái náy chú ha? Dạ. Bệnh mà không làm phụ vợ được hả chú? Nằm liệt, Nam ơi. Dạ. Thôi gán đi, bây giờ chú ngồi xe lăn thử được không? Chú ngồi được không? Để anh Hưng Kha là cho chú thử ngồi đó, chú ba thử ơi, lộn chú ba gáp dùm ơi, chú ba thử không được à. Chú ba thử. Rồi. Dám thử đâu. Không dám thử hả? Dạ. Bây giờ cho chú anh Hải phụ chú đi anh Hải coi lên được không? Coi còn cái ốc hồi nãy nữa. Nhẹ nhẹ anh Hưng ơi. Nhẹ nhẹ nghe. Để cái giò. Nhẹ thôi. Chú coi gáp cái chân bắt cái giò. Chân để đây chú à. Đó. Đó, bên đây một cái nữa. Đó. Nó quay vô được mà. Đó. Rồi. Lấy tay. Lấy tay hai bên. Rồi thắng được không? Đó. Ủa chú. Nhẹ nhẹ. Từ từ chú à. Chú gấp quá. Xuống dốc à. Cái này nó đòi dốc ở đây nè. Đó. Giờ đi nhà trước được luôn á chú. Dạ. Mừng không chú? Qua mừng. Nhớ. Là cho cô đẩy được không? Cô đẩy nổi không? Nhẹ không anh Khương? Nhẹ nhẹ. Nhẹ không? Nhẹ. Đẩy cái này đẩy đem đi vòng anh. Thử vòng coi. À, chú được ra ngoài để mà thấy rồi đó nha, bữa giờ ngồi đẩy ra ngoài liệt không à. Đó. À, thấy lộ cho chú nhìn, lộ cho chú nhìn lộ cái lâu quá mà một năm mà không thấy ngoài lên sáng. À. Thấy chưa? Thấy rõ luôn. Ôi, bữa nay tao làm lộ cao lắm rồi đó. Lộ này êm à. Dạ, trời chú rớt nước mắt là chú chị lần đầu tiên ngồi được xe lăn cái này êm nè, nó chịu lực là hơn 100 kg. Và cái miếng vải này nó không có bị hầm. Nó mát, nó mút nữa nè. Nó không có độ giãn nữa. Đúng rồi, có mút. Rồi, khỏe chú ha. Khỏe. Rồi, lái xe lăn vô, lại. Đó, chú cười kìa.
Đó, cho chú ngồi đây để nhìn luôn. Ờ, cho chú tham quan nhà vệ sinh luôn ấy, sẵn hồi bàn giao nè. Đúng rồi, cho ổng đi coi vệ sinh nè. Đó, thấy sao, chú thấy nhà vệ sinh không? Chưa được thấy. Thấy chưa chú? Nhà vệ sinh rất đẹp. Dạ, tuyệt vời ha. Tuyệt vời. Ồ, có đèn không? Có đèn cho anh Thảo? Cũng nhờ mạnh thượng vẫn giúp đỡ. Dạ. Đó, tuyệt vời, đầy đủ tiện nghi hết chú ha. Đầy đủ. Rồi, lui luôn rồi. À, có xe lăn khỏe luôn. Có thể mà ngồi thì dùng cơm được luôn á. Tại vì chú nằm á, có chú anh chị thì không có thể nào khó, rất là khó dùng cơm. Khi nào không đi nữa mình gài này lại anh Khương. Đó, mình gài lại thắng nha chú. Đừng có chạy 180 cây số. Chạy xuống sông cái gì á. Này có đường xuống sông à. Có đường xuống sông nè. Cái loại xe lăn này là loại xe lăn loại tốt. Nó loại inox 304 loại đặc á chú. Nó không có bị cong quẹo hay là ngồi lâu nó không có bị chẹo. Nên nó lại đặt con mua lại tốt. Tại vì một đời chú thì mới năm nay thì mới được cô Mạnh Thường Quân gửi giúp đỡ đó. Thì con rất là mừng khi con làm từ thiện. Nhưng mà con nhận được tấm lòng vàng của cô chú với Mạnh Thường Quân bên Mỹ gửi đến đây. Thì con rất là mừng. Tại vì con đi làm thiện nguyện khi được mà Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho hoàn cảnh nào đó. Con rất là mừng khi đến quay nhưng mà không có gì tặng cho bà con thì con rất là e ngại. Và con cũng xin bật mí luôn. Thì chị Kim Nguyễn ở bên Canada đó cũng có gửi dầu gió cho con á. À, để con đi phát cho người nghèo thì ngày sau con lại đây con hợp đồng làm nhà cho chú á. Thì con sẽ đem dầu gió tặng cho chú 2 chai, chú 1 chai và cô 1 chai. Ngày mưa này có chú chị thì rất là cần dầu gió ở bên phía bên đây thì rất là cần dầu gió tại vì cô chú lớn tuổi rất là nhiều luôn, đúng không chú? Cảm ơn. Chú sức dầu gió hay dầu thơm? Dầu gió. Dạ. À, thơm quá cô không được, cái dầu gió sức nó nồng lộ mũi nó thông tới cái đầu luôn. Rồi bây giờ có xe lăn rồi chú hát bài tặng cho vợ chú ơi, cho cô lại đây đây, cô lại đây cái cô chắc đẩy chú lên xuống được ấy cô. Con chỉ cô sử dụng luôn nè, cái này nếu mà cô không đẩy nữa thì có thể gạt cái này lên. Đó, gạt này lên là đẩy đi ha, hai bên nó tới hai bên. Còn không đẩy nữa thì nếu mà để chú ngồi một mình á thì cô gạt này lại. Nó chú cũng biết gài mà bên đó không? Ha, chú gài vậy ha. Dạ. Yeah. Dạ, khi nào đi ha, mở ra bắt đầu chú lăn. Hồi nãy thấy chú lăn cũng mạnh lắm à. Tại còn mạnh lắm á, mà làm gì không được. Dạ. Dạ, tay này chắc cầm muỗng dùng cơm được hả chú? Được. Rồi, tay này phải dở lên gì mới được. Tay này thì nó qua vô rồi. Dạ. Rồi, gắng này chú ha. Rồi, thấy cô hạnh phúc rồi kìa, bây giờ lần đầu tiên được hai người ngồi đấy cô. Lần đầu tiên vợ chồng của chú mới ngồi giáp mặt này, thấy chú nằm không rồi đúng không? Nằm không rồi. Rồi bữa nay quay lại nhìn cô coi như thế nào. Mấy một năm nay không nhìn thấy mặt, thấy cô sáng đi tối mới về không? Đúng không? Nè nhìn nè. Ông nằm một chỗ vậy 4 năm, mấy năm nay nữa là 4 năm đúng đó. Ồ, đó, giờ chú nhìn thấy mặt cái vợ chú chưa? Thấy rồi. Thấy rõ chưa? Thấy rõ. Rồi sao chú nhìn con mà? Chú chưa nhìn con. Thì nhìn cả hai luôn. Nhìn cả hai luôn. Rồi thương vợ nhiều không chú? Sao không thương? Dạ. Ê, đây buổi cơm gây cơm chán nhang gì vậy thôi. À, có câu thơ gì tặng cho bà xã hay là mình hát khúc nữa tặng cho vợ của chú không? Em cứ như rằng anh không thương, anh sai đường em không chịu nổi. Vì thương anh em giận rồi, giận thì giận mà thương thì thương. Trời ơi, thì cô chú anh chị ơi, thì Bảnh muốn làm cho chú là yêu đời hơn, cho chú là quên đi cái nỗi khổ trong người á. Thì một người bình thường như vậy nhưng mà đang tự nhiên cái bệnh tai biến như vậy thì rất là khó chịu. Ai cũng vậy hết, đúng không chú? Đang bình thường ai cũng đi làm việc được nhưng mà bị như vậy thì rất là khổ tâm hả chú ha. Nhưng hôm nay thì chú cất được cái tiếng hát và nói cái câu từ tôi thương vợ tôi, con rất là cảm động. Hy vọng tuổi già của chú sẽ kéo được 100 tuổi hả chú ha. Dài quá cũng không được đâu. Sinh năm 1953. Là bao nhiêu tuổi thế? 70. À 70. Cô cũng 70 luôn thọ rồi. À, cô nhiêu vậy? 70. Cô 70 luôn. 70. À, cô chú đồng tuổi. Năm sanh luôn. Cùng năm cùng tuổi luôn. Năm sanh cùng tuổi 1 tuổi. Ổng cũng 53. Tôi họ Trần, ổng cũng họ Trần và tôi cũng họ Trần. Dạ. Dạ, rồi chú ngồi xe lăn ha, rồi gài nhớ thắng lại chú. Dạ. Chú chạy xe không thắng là không được đâu á. Lũi xuống xong á, mắc công với nữa. Dạ, rồi cái này là món quà của cô Linda ở bên Mỹ. Dạ, dạ. Cô Linda. Cô Linda ơi, dạ. Rất cảm ơn. Dạ, kìa trên màn hình kìa chú.
cô Linda đang xem cô chú á. Mới nữa. Này, cô Linda, chú rất cảm ơn cô. Dạ dạ dạ. Lòng cảm động tuổi đi không được. Hôm nay là được di chuyển nhìn ánh sáng hả chú ha? Chính xác rồi. Dạ. Thôi chú đừng vui lên đi chú ha. Dạ, bây giờ thì không để mất thời gian nữa, con đến đây con bàn giao toilet, cái nhà vệ sinh đó, rồi sau con sẽ bật mí sau nữa cho chú mừng nữa, chút xíu bật, chứ bật hết thì chú vui hoài không được đâu, chú buồn 15 phút đi ha. Rồi, rồi, bây giờ thì con sẽ bàn giao nhà vệ sinh cho anh Hải, chút xíu báo tin mừng cho cả gia đình của mình luôn. Dạ, hôm nay thì con chưa có mua gạo được, ngày mai con tới đây con sẽ mua gạo và mua sữa cho chú. Chú uống sữa Insua hay là sữa ông Thọ? Sữa nào cũng được hết. Thôi mua sữa Insua cho chú đi ha, cho cơ sức khỏe ha chú ha. Sữa dạ. Nào cũng được hết. Tại cô Linda có gọi cho con á, nhờ con lấy số tiền đó để mà mua. Thì mua xe lăn xong rồi còn mua sữa nữa, rồi như là còn dư nhiêu con đắp chú, thay tôn cho chú hết luôn. Còn tôn nó còn giúp chúng bên hết đi. Dạ dạ, yên tâm đi. Con sẽ quay lên này, cô chú Mạnh Thường Quân gửi thêm là con làm cho hết toàn bộ cho chú luôn ha. Đừng vậy, rất cảm ơn. Dạ. Ngắn gọn, rất cảm ơn, đơn giản ha, cảm ơn chú. Dạ. Rồi, bây giờ thì anh Hải ơi, bây giờ mình bắt đầu vào công việc. Thì kính thưa tất cả các chú anh chị, biết khán giả và quý Mạnh Thường Quân trong nước và ngoài nước, thì trong suốt thời gian dài thì Mạnh cũng có làm những cái ngôi nhà rất là nhiều, và trong khi đó chưa có làm vệ sinh như thế này. Thì lần đầu tiên Mạnh và anh Hải cũng như là gợi ý với nhau làm cái vệ sinh như thế này, thì kính mong tất cả các chú anh chị tham khảo như thế này có đúng cái quy cách hay không, và cái giá tiền của anh Hải đề ra có đúng vị trí không các chú anh chị. Thì nhà vệ sinh này là có dán gạch ngoài hết toàn bộ các chú anh chị, chỉ trừ bên hông thôi. Thì nội thất ở trong đó nói chung là anh Hải đã mua lắp sẵn hết rồi, thanh toán riêng cho anh Hải, đó là cùng với là bộ nguyên bộ, là nhà người nhà là không cần mua gì hết, vô thì xài thôi. Thì anh Hải chia sẻ như bề cao bao nhiêu, bề ngang bao nhiêu anh Hải hả? Cái này bề ngang này nó tới 1m8, bề dài 2m1, còn cái labo này bờ hổm là tính bắt ra ngoài nè, còn bên kia bắt ở trong nó tiện nghi hơn. Rồi vô hai anh em mình luôn hệ. Rồi. Xin phép mang về vô ha, không sao đâu. Ok đi, về đi, không sao đâu, chút xíu rửa anh. Cái này tại bằng bệnh góc ý danh cũng thấy cái này. Đúng không? Là cái gờ này phải không? Em nói là cái gờ này là mình tắm đó thì nước nó sẽ chảy lên cái phiểu này. Cái phiểu bên kia. Đúng rồi. Ok. Bên đây thì mình cái gờ cao bên lên. Kia. Ừ. Sao kia? Đúng rồi. Nói chung là dốc về bên kia. Mình làm dự bị thôi, cho hai phiểu đi. Hai phiểu. Ở đây nâng cao thì mình tắm á thì nó trôi về. Nước chảy qua đây. Đó, ngồi vệ sinh có thể thoải mái hơn, nó không có bị ướt chân chợ. Bị ướt chân. Tại vì cô cũng lớn tuổi rồi. Thì cái này là đồ để xà bông. Và ở đây là áng khăn. Ở đây có vòi sen này lạ nha, vòi sen này khác nha. Vòi sen khác. Chứ không phải giống cái vòi sen giống bên nhà anh Thảo hay là mấy cái nhà trước hả? Đâu bật coi. Dạ. Tắm xịn nè. Cái này là lavabo cơ mà. Cái này là lavabo. Lavabo cơ mà. Lavabo thì lắp bên đây kiến thì anh Hải cũng có mua lắp cho gia đình đây là nguyên bộ, kiến màu hồng luôn hả? Kiến màu hồng luôn, tại anh thương mới cưới vợ cho kiến màu hồng. Ok. Rồi. Tiện đi. Ở đây cũng có móc quần áo luôn ở đây. Quần áo luôn. Dạ. Đi móc khăn. Đây móc khăn móc quần áo, rồi dán gạch thì liền cạnh đó các chú chị, liền chứ cạnh. Không có dán lòi. Dán gạch liền cạnh với tường luôn. Ok. Nước này bấm lên được không? Được rồi. Cái này mạnh lắm. Ok. Rồi ở đây có một cái vòi để mà thấy nữa. Ồ. Ít nữa mạnh. Như vậy là hoàn thiện cái nhà vệ sinh. Đó, nhà vệ sinh nếu mà đi làm nhà từ thiện sau này á thì mình có thể làm giống vậy cho người ta cũng được. Tại vì diện mình tích ra chút xíu đi, nhưng mà nó có thẩm mỹ, chứ mình đứng mình kiểu làm có một thứ một nó nhìn nó xấu đó, đúng không? Mình biết sao, sợ cái nhà người ta chỉ có 40m2, mình làm nhà vệ sinh trong nhà, còn mình làm rộng quá thì mất diện tích cái đường đi. Dạ. Đó, còn giống như nhà anh Khương thì nhà nó rộng, còn giống như nhà chú Thảo đây nó nhỏ quá, nó vậy đó. Em hiểu, ý là sau này nếu mà đất rộng á mình đúng có rồi. Thể thiết kế làm như vậy này, nó gọn hơn. Làm cho người ta như vậy đi. Mình tốn nhiều quá. Cứ dậm chân tại chỗ làm có một thứ một nhìn nó rất là chán nản, như nó không có đẹp. Càng ngày phải đi lên chứ anh, đúng không? Thì anh làm giống như Hoàng Mạnh góp ý cái nào mình thấy tốt mình làm theo, không phải. Rồi cái cửa này là cửa tay nắm để kéo ra các chú chị. Đó, khóa thì khóa bên trong, nếu mà làm ở chỗ ở ngoài khóa ở trong ra không được. Rồi. Giờ mình làm chốt ở trong. Kéo đó, cái này là cái tay nắm để mình ấy, nữa mình gạt lại. Đó. Ok, như vậy là mà khép lại khác. Hình như là gia đình có xài rồi phải không? Xài à. Xài rồi, bây giờ để hỏi gia đình có coi. Chị đẹp có xài chưa?
Dạ. Ok không? Ok. Đẹp không? Đẹp. Chịu chưa? Chịu. Rồi đồng ý. Chốt ha. Dạ. Chốt chưa? Chốt. 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 Sao chốt chưa cô? Chốt còn thanh toán đẹp chưa? Được rồi, chốt rồi. Khỏe không cô ngồi đó phải không? Được. Được không? Được. Con lấy gì à? Được không Khương, sao ổn không? Em quá whip luôn. Mát không? Quá mát luôn, whip luôn. Rồi. Thì bây giờ số tiền mà nhà vệ sinh này là tổng trị giá là 13 triệu đồng. 13 triệu đồng là làm tất tần tật coi như là xây cái nhà vệ sinh. Dán gạch. Rồi dán gạch toàn bộ của chúng chị. Tại nhà vệ sinh làm kiểu này là làm rộng, không có phải như nhà vệ sinh của mỗi căn nhà đã làm. Nhà vệ sinh trong nhà, đây là làm rộng. Bên hông có đặt đường ống luôn. Nó quét vô ở bên hông hết trơn rồi. Còn phần này là mặt tiền, đây là 13 triệu đồng và một cái lavabo và dụng cụ trong nhà phòng tắm là tất tần tật, là anh Hải lấy thêm 1 triệu nữa. Thì 13 triệu em có đưa cho anh rồi. Chỉ là còn nợ anh là 1 triệu đồng ha. Đúng rồi. Rồi bây giờ là chốt, em sẽ thanh toán cái phần này cho anh. Rồi. Rồi em thanh toán xong em sẽ hợp đồng hỏi cái giá của ngôi nhà này đó chú chị. Tại vì nhà này cũng rất là hư hao toàn bộ rồi, nếu mà sửa thì sửa hết rồi. Bây giờ chút xíu nữa em thanh toán em cho anh cái rồi em sẽ hợp đồng cái nhà vệ sinh này. Nhà vệ sinh này như là chú Ba làm hết ta? Chú Ba làm. Chú Ba làm nhà vệ sinh này phải không? Chú Ba làm rồi. Vậy ha. Rồi bây giờ là 13 triệu. Giờ còn là 14 triệu hết ta? 14 triệu còn 1 triệu phát sinh labo luôn. Này là đây xong luôn, đủ luôn. Đủ rồi. Hết nè, nhà vệ sinh hết rồi, không có liên quan nha. Báo tin mừng luôn rồi, chú Ba về đây luôn, chú Ba lại đây cho ánh sáng nè. Giờ mời cả nhà mình cũng lại đây ha. Bây giờ thì Bảnh xin phép đọc tên Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ cho gia đình của anh Khương ngày hôm nay và số tiền còn lại Bảnh sẽ hỏi ý gia đình, nếu mà gia đình đồng ý để cho Bảnh đứng ra làm với anh Hải thì Bảnh làm. Còn gia đình nếu mà muốn giữ số tiền để mà làm ơn á thì Bảnh sẽ trao cho gia đình, đó là tùy gia đình giải quyết cho các chú anh chị. Bây giờ Bảnh xin phép đọc lại tên của tất cả các chú quý Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ được số tiền ngày hôm nay của chú anh chị. Thì Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho gia đình của anh Khương là U35 là lấy vợ 45 đó. Ngày hôm nay thì Mạnh Thường Quân giấu tên ở bên Pháp, gửi lần 1 là 3 triệu đồng. Và gửi lần 2 là 5 triệu đồng thì tổng cộng là 8 triệu đồng. Vợ chồng chị Thúy và anh Cường ở bên Mỹ gửi lần 1 là 500 Canada, tương ứng là 8 triệu 750 ngàn đồng. Gửi lần 2 là 1.000 Canada, 1 Canada 17 triệu 500 ngàn đồng là tổng cộng 2 lần là 26 triệu 250 ngàn đồng. Cô Ngọc Mai bên Mỹ gửi cho 100 USD tương ứng là 2 triệu 340 ngàn đồng. Chị Hồng Cẩm ở Nha Trang gửi cho 1 triệu đồng. Chị Jenny Ngô ở Mỹ gửi cho 400 USD tương ứng là 9 triệu 360 ngàn đồng. Mạnh Thường Quân, chị Hằng ở Mỹ vừa mới chuyển khoản cho Bảnh là 2 triệu 340 ngàn đồng. Và tổng số tiền là Bảnh nhận cho gia đình của anh Khương là 49 triệu 290 ngàn đồng. Thì làm nhà vệ sinh là hết 14 triệu đồng. Thì 49 triệu 290 ngàn đồng trừ cho 14 triệu đồng thì còn lại là 35 triệu 290 ngàn đồng. Đó, 35 triệu 90 ngàn đồng này là tiền của cô chú Quý Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho mình ngày hôm nay là dư lại đó. Và còn một cô Linda nữa có gửi cho Bảnh là mua xe lăn đó. Và tiền còn dư lại thì Bảnh sẽ đi mua sữa và đồ ăn nữa cho gia đình cần thiết gì đó. Bảnh dồn vô phần nào đó để mà làm ngôi nhà này cho hoàn thiện luôn cô chú anh chị, thì ngày sau Bảnh sẽ công bố rõ hơn thêm một lần nữa đó. Thì ngày hôm nay cũng chưa có mua gạo được ha, chút xíu nữa còn gạo ăn không? Còn phải không? Rồi bây giờ thì em xin bật mí cho gia đình luôn. Thì anh Hải là đầu tiên đây ha, quá trời làm nhà vệ sinh cũng có tiền thưởng nữa hả? Sao anh Ba? Anh Ba quý sao rồi? Ngại quá hả? Ngại quá, xin dạ xin cảm ơn khán giả. Rồi. Bây giờ chị Hồng Cẩm ở Nha Trang gửi cho anh Hải thưởng 1 triệu đồng ha. 1 triệu đồng để cho anh Hải mua kem cho vợ sức ha anh Hải. Mua sữa cho con. Chị Hồng Cẩm ha. Anh Hải là 1 triệu đồng. Rồi, cái này là phần của anh Hải ha. Đó, chị Hồng Cẩm ở Nha Trang. Em cũng xin cảm ơn chị Hồng Cẩm ở Nha Trang gửi tiền cho 1 triệu đồng. Em chúc chị làm ăn phát đạt phát tài. Dạ. Là chị Mạnh Thường Quân, là chị Hạnh ở bên Mỹ có gửi cho anh là 50 đô. 50 đô tương ứng là 1 triệu 100. Tại vì tờ 50 đô đổi thì nó mất giá 1 triệu 100 ly luôn. Là tổng cộng tiền thưởng của anh là làm ở đây á, là 2 triệu 100 ngàn ha. Tính là làm nhà vệ sinh cũng có tiền thưởng riêng đó. Rồi cái này là em đọc lại nè. Chị Hồng Cẩm ở Nha Trang gửi cho anh 1 triệu đồng.
Và chị Hạnh ở Mỹ gửi cho anh là 50 đô là 1.100.000 ha, là tổng cộng em gửi cho anh là 2.1 ha, rồi tặng giấy anh luôn nè. Ok. Em cũng xin cảm ơn chị Hồng Cẩm nha, đã gửi tiền cho em. Em xin cảm ơn rất nhiều, chúc chị làm ăn phát đạt phát tài. Bây giờ không thiếu một nhân vật đặc biệt ở đây, đó là chú Ba Cha Cú. Thì chú Ba Cha Cú là được một cô mạnh thường quân ở Anna ở bên Mỹ ha, cô Anna ở bên Mỹ gửi cho chú Ba 1.000.000 đồng. Dạ, đó. Cảm ơn chị Anna và cảm ơn rất nhiều và xin chúc chị mình khỏe. Chứ dạ. Chịu này để đem về cho bà xã, đừng có mua xe son môi tặng cho chị Huy nữa nha. Ôi, chọc hoài kỳ quá. Chọc bởi vậy là vợ đuổi ra khỏi nhà đó. Rồi nói là anh từ gặp em ba mươi mấy năm chưa mua gì tặng mà đi tặng cho bà Huy một mua son trà bá. Cái đó là chú Ba hứa thôi, chú Ba không phải hứa. Tại hứa nhưng mà bây giờ chủ nhà mới người ta thích thích vui, mình không biết, mình cũng hứa là bây giờ mua cái gì tôi không có tiền đâu, chỉ thích mua son đỏ đỏ cho khán giả xem tới phái là mua cho rồi nữa, rồi mua tặng cho gì tôi biết sao, giờ hứa chịu đem chịu này về nha. Dạ cảm ơn, đừng có mua chịu này mua với, để góp để móc móc để chuột xe ra tay xe bị xe. Cầm hồi vợ gãy giò tới giờ mười mấy tháng rồi. Thì cái này là của cô Mạnh Thường Quân Anna ha. Dạ cảm ơn cô Mạnh Thường Quân và cô Anna và xin cảm ơn nhiều. Rất cảm ơn tại tiền này để đóng góp để lấy xe ra nó cũng mới được. Thì mỗi lần Mạnh Thường Quân. Dạ. Dạ chào cô. Cảm ơn chị Anna. 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 Dạ xin cảm ơn cô Anna. Lọc nó ra thấy hói chưa? Nữa bá hoài luôn. Con cũng có nhận bây giờ cái phần cô chú tặng cho gia đình á thì con trao luôn, còn cái tiền mà còn dư lại mà làm nhà vệ sinh có góp đó để làm nhà đó, con sẽ chút xíu hỏi với gia đình ha. Rồi cô Anna có gửi cho gia đình của mình là mẹ của anh Khương là 500.000 đồng, con xin gửi cho cô là cô Anna. Dạ còn cái này cô Anna cũng gửi cho chị đẹp là 500.000, nghe nói hôm trước là lại đây không có quần áo đó. Anh Khương có mua cho chị chưa? Đặt rồi. Sao đặt đi? Tại em mua nó không trùng khớp á. Size nhỏ quá. Size nhỏ với size bự nữa. Rồi thật ra không đủ cả 30 mấy ký. Còn size kia 4 mấy ký không à. Thật ra nó bự rộng quá. Thì mình đi mua giải đặt rồi vô cái chỗ tiệm mai người ta luôn. Tôi cảm ơn cô Dạ. Như sức khỏe đi. Dạ. Rồi thì bây giờ thì không để mất thời gian thì số tiền còn dư lại 35.290.000 đồng. Và cái số tiền của cô Linda em chưa có cộng nữa thì còn dư cũng 5-6 triệu nữa đó. Giờ trước mắt là mình thấy giờ là dư là 35.290.000 đồng. Còn của cô Linda thì em chưa cộng, tại vì em mới mua có xe lăn là chưa tính sữa. Nếu mà mua sữa xong á rồi em sẽ tính cộng dồn vô luôn. Bây giờ với số tiền 35.290.000 đồng này, anh nhận luôn, em trao cho anh luôn. Nếu mà anh có thể mà làm nhà này được, tại vì muốn hỏi ý anh thôi, anh muốn nhận thì em trao cho anh tự làm. Còn nếu anh làm không nổi đâu, làm khó làm lắm. Bất khó thì giao cho anh Bảnh với anh Hải làm tiếp giùm luôn, chứ em làm không nổi đâu. Tại vì em còn đi khả năng còn đi kiếm sống cuộc sống nữa, chứ còn em làm là làm ơn này làm không nổi đâu. Rồi bây giờ thì đồng ý là giao bằng giao cho em làm. Sao cô đồng ý cho con vào làm không? Dạ cho anh em Hải này nè, cháu Hải này nè. Dạ. Làm cho dùm cho đi. Cô tin tưởng ảnh phải không? Hả? Tin tưởng không? Tưởng đó. Trời ơi, con cháu không nướng. Dạ cũng hàng xóm ha. Con cháu luôn đó, đừng nói hàng xóm. Dạ thôi vậy vậy bắt buộc là con phải làm luôn ha. Làm luôn. Rồi giao trách nhiệm cho con không? Dạ. Rồi em làm luôn chị ha. Dạ. Rồi thì kính thưa tất cả các chú anh chị với khán giả và với Mạnh Thường Quân, thì số tiền của Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ cho gia đình của anh Khương ngày hôm nay thì Bảnh hồi nãy có đọc rồi đó, thì còn dư lại là 35.290.000 đồng, trong khi đó chưa cộng số tiền của cô Linda vô nữa, là cô Linda có gửi cho Bảnh là mua xe lăn đó. Cái nóc thì anh gỡ ra hết trơn, là anh xài cột sắt hết trơn. Dạ. Còn cái vách thì tháo ra làm cột sắt làm nhà, là cái nhà tiền chế thôi. Dạ. Xây không được, xây không đủ khả năng. Thì cái tôn này nó hư hết trơn rồi, rồi cái cửa. Bây giờ cái này em tính làm lại, em cái cửa sau là phải thay cửa mới rồi. Cái này một hết trơn rồi. Quay cửa rồi, đây. Rồi cái này đâu phải cửa, cái này miếng tôn đóng vô cái cây mà. Miếng tôn. Đúng rồi. Thì thay hết toàn bộ đó thì một cái cửa sau, một cửa hông. Cao. Bốn mét. Hả? 4 mét chiều cao. Cao 4 mét.
Cái này nếu mà làm như vậy á, nhà này tới nó tới 42 mét vuông rồi. Anh đo cái nền á. Xung quanh nhà này là anh gỡ ra toàn bộ. Anh mua cái cột sắt làm người vách tôn. Ở đây một cái cửa sau. Ở trước một cái cửa. Cửa sắt. Bên hông thì một cái cửa sổ. Là anh làm em. Làm bên hông cửa sổ cho chú nằm phải không? Cửa sổ thôi, không có phòng, không có gì hết trơn à. Là một cái cửa sổ đó với hai cái cửa sau này nè. Một cái cửa trước, cái cửa sau. Cái này 42 mét vuông, 1m800 ngàn. Anh dơ ra coi. 33 triệu 600. Là tổng hết đúng không? Là 33 triệu 600 ngàn. Làm hết trơn toàn bộ cái này. Với số tiền của em hồi nãy là 35. Thôi chốt. Khoan để anh giải thích cho nghe nữa. Còn cái măng xối này là anh xài măng xối tôn lại ha. Thay măng xối hết. Bỏ hết trơn nhưng mà anh cuốn măng xối tôn lại. Bắt đi vào đây. Làm lại mới đồng bộ, nó ra bỏ hết trơn. Đồ mới đồng bộ đó. Thì bỏ mấy cái tre này hết, cột thì bỏ hết. Gỡ ra hết trơn sạch sẽ. Ở đây nữa mình mình làm cái gào như chị Pháp có nói với em đó, làm cổng á. Cái cổng hả? Đúng rồi, một là đóng ở đây nè. Mình chán tới khúc này hay là sao? Nhưng mà chán khúc này làm cổng khúc này. Mình bắt âm vô tường làm cái cổng sắt á. Cổng sắt mở ra mở vô. Đúng rồi, ai muốn vô tại vì đường nhà sau thì cũng ấy. Nhưng mà bắt đi ngay cột mà này. Mình chán tới đây luôn. Ha, chán cái vị trí này tới đây. Mình bắt cái cửa đây. Ok. Làm thêm một cái cửa sắt nè. Đúng rồi, làm cái cửa nhẹ thôi. Cửa sắt giống như cửa sắt giống nhà chị Vy Anh Thon vậy đó. Giống chị Vy Anh Thon. Rồi chán cái phần này cho chỉ đi. Cái này mình chán. Mang cái sàn lãng lên. Phần này chán, cái phần sàn lãng phải xây. Xây cuốn rồi. Xây cuốn đi, dán gạch cho chị khúc này để gửi. Đúng rồi, làm cái khung này đi. Khung này. Thôi cái này là ngoài lề thì em ký làm luôn nữa, thanh toán cho anh riêng cái này. Thì anh lãnh hết cái nhà sau á, hồi nãy là 36 triệu 600 ngàn. Ok, thì làm đó đi. Bây giờ con thông báo cho cô luôn, con đã với anh Hải hợp đồng rồi. Số tiền còn dư lại hồi nãy là con hỏi anh Khương nói là đưa cho con đó, thì con giữ, thì giờ con với anh Hải đã làm cái nhà sau luôn ha. Em làm luôn anh Khương. Giờ làm luôn đi. Rồi bây giờ thì tôn cũ thì mình muốn làm gì làm đó mình làm nè. Em hỏi nè, bên hông đất của mình hay đất ai vậy? Đất bên đất của anh ta. Mình ở đây mình có chăn nuôi gì được không? Không. Không có nuôi được hết con? Không có. Tưởng nó nuôi được, mình có đất bên hông á, mà không phải đất mình. Nhỏ em thứ sáu người ta bán rồi. Là người ta bán cho người khác rồi. Thì tưởng đâu mà đất mình á, thì có thể mình lấy cái tôn này mình cất cái chuồng gà. Hết đất rồi bà. Hết đất luôn hả? Rồi tôn cũ thì sao, bán cây chai hả? Không đâu, cho bị tôn này của con ghẻ tôi đó, nó bên bển đó, nó lấy lại qua lại cho lộp đó, thấy lộp lá. Còn tôn này xin bên kia qua lộp. Con xin bên kia qua lọt dùng. Bây giờ tháo ra là hư hết rồi, không xài được đâu. Là chừng nào má có tháo thì để cho con đi sửa nhà sau lại. Nó lỏ hết chưa rồi. Cô biết sao không? Cái tôn thiết này á, mình nấu cơm củi là thành ra nó xét ăn hết. Tôn xi măng này không sao. Cái tôn này tháo ra bán cho chai chứ lọt không có được đâu. Bây giờ thì tôn này thì gia đình muốn làm gì làm. Đúng rồi. Bây giờ em hợp đồng với anh thì làm mới hết toàn bộ. Đúng rồi. Là 33 triệu 600 ngàn là anh làm hết tất tần tật luôn. Rồi có phần thất sinh mà làm cái cửa gào với cái chán, cái phần làm cái sàn lãng nước cho chị gái này nè. Tại vì thấy chị ngồi giặt đồ thôi, cô chú cũng khó. Làm cho sạch sẽ cho chị. Thấy chị ha. Làm cái vị trí đó. Và em cũng thấy cái bếp là anh ai làm? Này anh Khương. Anh Khương làm bếp cho chị hả? Coi anh Khương làm cái bếp này luôn hả? Tự xây phải không? Dư gạch anh kêu nó đem xây. Là dư gạch anh Hải cho gạch nhà vệ sinh á, lại làm thêm mà cũng được. Thôi cũng gán đi, thôi có nhiều mình tiết kiệm được nhiêu. Sao nó sạch sẽ? Thì hỏi đâu có bếp đâu, mấy khung gì hả? Nó thấp quá thành ra anh kêu nó nâng lên cho đúng 81. Nhà mình là không có bếp ga đúng không? Thấp quá. Không có bếp ga hả? Rồi, nữa cô Linda dư tiền bên xe lăn á. Xe lăn với mua sữa xong á, con sẽ mua cho gia đình mình bỏ bếp ga luôn. Cô biết xài bếp ga không? Mà chắc biết mà, cái này là ai xài, ai biết xài? Chị hả? Em nói này là chị xài phải không? Đây là chị xài bếp ga mà chị quên bật cái này lên để xì ga đó. Dạ. Nè quên rồi thấy không? Dạ. Đó thì bật lên để ga, nãy là chị để gì nè. Là ga xì. Dạ. Chị để gì là xì nè. Xài xong mình gạt này lên ha. Dạ. Tại cái này á, cái Mega Mini này á, nó không có khóa tự động đâu. Mình để hoài là xì ra hoài, lỡ anh Khương anh đi ngang đi vô anh hút thuốc cái gì đó nó phực á. Dạ. Không tốt nha. Để em mua cái bình ga lớn cho chị xài, chị biết xài bình ga lớn không? Được. Được ha.
cái kia nó tự khóa qua tự động đúng không? Được. Rồi như vậy ha, chốt ha. Dạ. Vậy là xong, bữa nay nhà vệ sinh mình cũng xong hết phần lo và yên tâm nữa, hôm nay thì có làm nguyên cái nhà sau cho gia đình cô luôn đó. Bây giờ xe lăn chú cũng có rồi, mai thì có sữa nữa, rồi xong nhà con sẽ mua bếp ga cho cô luôn. Rồi yên tâm ha cô ha. Rồi gán đi, mai mốt đừng có mượn tiền ta, có con công dặm lúa có 150 à, đừng có đi mượn nữa. Bây giờ còn thiếu người ta, bây giờ biết sao, bây giờ ngày mai này đi trả anh chủ 6 ngày nữa. Dạ anh, cô lấy tiền để làm gì anh, mà anh đi làm hồ được mà. Thì kêu bả ngưng nha, mà khi ở nhà tốn kém quá thì bả đi phụ vậy đó. Phụ nhưng mà lấy tiền trước có 150 à. Ừ, thì đôi lúc khi đi làm mắc vậy đó, rồi bả ở nhà bả không có tiền ăn, người ta bả đi mượn người ta, khi đi làm ăn xa ở nhà thiếu hụt rồi mua cơm gạo rồi nước mắm muối gì đó, bả thiếu bả đi mượn người ta. Rồi hiểu rồi, còn thiếu nhiều không cô? Con chủ nó 9 ngày nữa rồi, còn lên 6 ngày nữa rồi vậy. Là hết nợ luôn không? Ừ. Rồi vậy là cũng xong rồi, có cần con dâu đi hay đi phụ không? Không đâu, cái nhà lo vậy được rồi. Trời ơi thương dâu quá ha. Chị biết dặm lúa không? Ừ. Biết hả? Biết luôn hả? Biết. Ồ. Rồi vui vẻ nghe. Có nhà sau ấm cúng. Coi làm nhà sau này cho nó ấy, nó hơi nó dốc sao anh Hải hả? Nó dốc. Đầu này dốc qua đây nè, nó thấp dữ lắm. Ừ. Nước chảy xuống sông mà phải không? Ừ. Dốc dữ lắm. Nó cuốn xung quanh phải không? Ừ. Rồi thì kính thưa tất cả các chú anh chị quý khán giả. Bây giờ thì một mảnh xin được khép video tại đây. Một lần nữa cho con Bảnh gửi lời cảm ơn đến tất cả của chú quý mình thân vưng. Hồi nãy thì Bảnh có đọc tên đó, gửi lời chúc sức khỏe rất là nhiều luôn. Và cảm ơn tất cả quý ông bà của chú đã luôn quan tâm hoàn cảnh của anh Khương. Và xin Bảnh một lượt like và một lượt đăng ký, Bảnh xin cảm ơn rất là nhiều. Và Bảnh sẽ cập nhật tiến độ làm nhà sau cho anh Khương, tại vì nhà tiền chế thì rất là nhanh anh Hải. Đúng rồi. Nó không có như nhà tường. Thì xin chân thành cảm ơn rất là nhiều. Và hẹn gặp lại tất cả các chú chị những video tiếp theo.